Rất Long An kính chào cô chú anh chị và bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên cho Rất Long An gửi đến cô chú anh chị và bạn là chúc sức khỏe nha. Hôm nay thì mình tiếp tục đi đổ mấy cái giấy mini cô chú anh chị. Bữa giờ thì mình cũng đi thăm mấy rắn ở trên phố và cha ở nhà cha đổ. Hôm nay tiếp tục mình quay trở lại mình đổ, mình có thì mình quay lại cho cả nhà mình xem. Thì cái đám ruộng này hôm nay nó khai nước ra gần hết rồi, gần cạn rồi. Để hy vọng có con hàng gì ngon ngon không nha. Hôm trước thì ba mình làm sảy hết con lươn bự, do ba mình không có đem cái túi lưới theo, còn mình thì đem theo cái túi lưới nè. Con lươn bự bỏ vô trong cái sùng bê, thùng bê này thì nó nhảy ra. Rồi cái đầu tiên thấy im ru, cá nó còn đột ở trên quá trời luôn, không vô. Thấy con cua, thấy có lươn không nha. Rồi, cá đột trên nguồn nhóc của chỗ anh chị. Để mình đổ thì có lươn không, có lươn mình quay lại. Một con lươn của chú ơi, nằm về dưới rồi. Có con lươn với mớ cá. Ở dưới mình bị rách thì cha mình cột thôi. Bữa giờ cha ở nhà cha độ. Rồi, để mình dựng chân lên cái nào. Cái nào thấy được một em lươn. Các con chú anh chị không thấy. Cái giấy đầu tiên thì được mớ cá trắng nhỏ nhỏ với con lươn. Con lươn này cũng được. Lươn cái này nấu cháo đậu xanh cũng ngon lắm, mềm như lươn xương luôn. Đây, cá trên này nó còn ở trên này nhiều quá, nó không xuống đâu cô chú anh chị. Khô thì một hai hôm nữa nó cũng xuống, hoặc mình dời á. Nếu mà mình dời thì nó chảy mạnh hơn. Đó. Nhà nước nó chảy quá trời chảy lên rút. Rồi, mình lên trên cái giếng trên nha. Mình tới với cái giếng tiếp theo. Cái giếng này vẫn lớn. Thấy con cua nó nằm lên trên miệng giếng. Cua. Có cá rột nữa, mình qua đây trước đi. Bên đây cửa họ dính lươn nhiều hơn nên là mình thích bên đây nhiều hơn. Tới. Trời đông rộng quá. Cua cũng nhiều. Ốc nhiều luôn. Hình nước chảy xiết quá, ốc cua không. À có con rắn trùng ngấm rồi ta. Rồi hai con rắn trong chết ngấm luôn. Chết kỳ vậy. Chà, rắn nước nữa chết luôn. Sao kỳ vậy cà. Có gì đó sai sai của chú ơi. Cây này không lọt xuống ta. Tạm ngưng mình đổ ra cái đã. Rồi, nước này có lẽ tối ngập đuôi của chú anh chị. Rắn trung chết nè. Rắn nước màu đỏ. Chích ngẫm luôn, nước nhỏ quá. Bị con mới nở đi kiếm ăn, bị con ốc nó rỉa. Đây là toàn ốc không. Với con lươn chú chuối đâu dưới. Còn rắn trung nó chích ngẫm luôn. Ổn ghê ha. Tiếc. Túi bên kia đổ cái con rắn luôn, hy vọng sẽ kiếm được một con rắn trung hoặc là con rắn gì to to. Ở chỗ mình thì nó ít mấy con rắn nè, đi dôi cá lắm cô chú chị. Ở mình thì có lươn nè, hoặc là rắn hậu lãi, mình kêu rắn lãi đó, rồi rắn nước,
Ổ hành cũng ít lắm, hồi trước cũng có nhiều, bây giờ mình bẫy dần dần với thợ bẫy ở đây nhóc luôn. Nên là hết rồi. Rồi, qua tới cái vấn này. Kiếm chỗ chưa chưa đâu. Cha mình sau này cột kỳ ta. Rồi, giống này cũng không có gì khác, cá với ốc không à. Tạm ngưng luôn nha. Cái giống tiếp theo thì chạy được mới cá trắng, không có rô. Không hơi ốm chứ không có mập. Cá này là kêu bằng ốm rồi đó. Cho mình nó tròn quay lại mới gọi là mập. Mà cá rô đồng thường nó ốm ốm vậy không, nó dài dài. Rồi mình đi tiếp tới cái vấn tiếp theo. Mình qua cái bờ vườn. Cái vấn đó mà không chạy thì không mấy cái vấn kia ít chạy của chú ơi. Đó, có con gì quằn 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 ở trong này. Rắn hay gì đây, rắn hay gì đây. Kìa của chú anh chị, giật giật nước kìa. Đó, đừng nói cóc nha. Rồi, chưa nổi lên nữa. Rắn hay cóc hết. Rồi, xuống tính. Rắn mới ngon chứ ếch cũng không ngon nữa. Này là khui, khui. Trời ếch thiệt. Trời ơi, tảng thần luôn má ơi. Ếch cầm tay mình ạ. À. Rồi, tạm ngưng đổ ra cái quay tiếp cho cô chú anh chị mình xem nha. Ếch tảng thần. Đổ xong cái giếng được con ếch nữa. Quá đã luôn không? Ư là ngon. Mới cá nè. Mình còn hai cái đuôi nữa. Nào lên, mình đi tới hai cái đuôi kia luôn nha. Cái đuôi này chạy là cái đuôi kia thế nào cũng chạy. Cá nó xuống đây quá trời nè. Cô chú anh chị mình nhìn cái đường mương cá nào cũng nhau kìa. Khi nào mà còn lòng lạch không á thì nó mới ngon. Gồm cá nó gồm xuống. Rồi tiếp tục mình ở đây mình có cái đuôi vấn tiếp theo của chú anh chị. Cô Bên, lên con. Nó ngày nào cũng đi gồm quần. Mình mấy nó thấy gớm ghê. Cái vấn này mình dựng chân quay luôn nha. Cái đuôi tiếp theo này thì mình được một em lươn nè. Mới cá trắng mới ốc không. Còn con ếch này là của cái đuôi trước. Rồi mình đến với cái đuôi vấn cuối cùng cũng là cái đuôi vấn cuối cùng. Rồi đi thôi cô chú ơi. À, mình tới cái đuôi vấn luôn. Mấy cái đuôi này thì nước càng gom xuống là
càng sắc thì cái đuôi nó càng chạy mạnh. Mà con cá là mình không có dời với mình không có phơi á, nếu mình đem lên phơi cái đuôi thì nó chạy mạnh hơn. Nhưng mà không sao đâu, nước rút xuống càng rút xuống nữa càng chạy. Dớn bên đây thì không có tự tin nhiều, chỉ chạy tép thôi. Bên đây chạy tép nhiều lắm. Nè thấy cua không? Không có tép gì đây. Ốc không cô chú ơi. Thất bại. Mớ tép à. Rồi, thành quả của 6 cái đuôi dớn của mình nè. Được con ếch à. Với mấy cá nhỏ nhỏ này. Để coi mẹ mình có ăn không nha. Mấy cá này thả ao đi. Mấy cá rô bự bự này không biết nằm đâu. Mấy cá này chứ mập nè. Cô chú anh chị thấy không? Mình thấy vậy chứ con này nó mập hơn con cá bự mà nó dài dài. Đây. Cá cỡ này là mình không khoái nè. Mình khoái con nhỏ hơn. Con nhỏ nó mập nè. Này nó ốm nhôm cô chú anh chị thấy không? Xuống ao nuôi đi con. Còn con nhỏ mà nó tròn cái bụng lắm. Chắc ruột một cái là hết bài liền. Cá mè ruộng. Chỗ mình kêu cá mè ruộng, có người kêu bằng cá gầm nè. Kiếm cái gì lạ lạ qua cho cô chú anh chị mình xem nè. Không có cái gì hết. Mấy cái sặc không. Cái sặc thì chắc ai cũng biết. Mình quay video đây có mấy người ngoài biển đó cô chú anh chị. Người ta không biết mấy con cá này cho nên mình sẽ. Đây là con cá bẫy trầu. Bẫy trầu này chắc ruột ăn cũng rất là ngon nha. Rồi mình đi vô thôi. Mẹ mình có làm gì thì làm. Mớ cá của mình thì mình nãy giờ mình sàng lựa ra được mớ cá nhỏ. Đây cô chú anh chị. Cá này thì mình sẽ làm mồi cho lươn ăn. Còn rắn trung thì mình sẽ cho cá nó ăn nha. Nếu mình nó còn cứng á, còn ăn được cô chú anh chị. Còn đây, số cá quá là ngon luôn. Nhìn mà ghiền luôn cô chú anh chị. Tươi ngon rối rối. Mấy con bẫy trầu này ngon hơn nè. Đó. Tép cá quá ngon. Để coi lát nữa mẹ mình làm món gì nha. Còn 2 ngày. 2 ngày ốc cua nè. Nửa sơ nửa thu bê. Ốc cua. Ba con lươn. Ba con lươn của hôm nay. Con này, một con ếch. Tuyệt vời. Ba con lươn này hoàn thả vô cái ao nuôi của mình. Còn mớ lươn này, mớ lươn hôm trước cha mình đổ nè. Mình đi không có nhà nè. Có con đầu rằn. Chắc con như đây cũng khoảng cỡ hơn nửa ký nha. Con 200g bắt 3-4 con gì đó. Hay bà cũng còn gì cần gần cả ký. Rồi đến đây mình tạm ngưng nha. Lát nữa mẹ mình có làm món thì mình quay lại cho cả nhà mình xem cái mẹ mình làm món gì nha. Mớ cá này là ngon nhất của chú ơi. Một món gửi tay không. Cá rô ngon ngon không. Số cá trắng thì sáng mẹ mình kho lạc mà trưa sáng giờ mình đi ruộng của chú anh chị rồi cái không có quay được đây. Quá ư là ngon luôn cô chú anh chị. Thiếu tép mỡ là nhà mình không có tép mỡ sẵn. Này mà với trứng cơm như là hết ý luôn. Rồi đến đây chắc mình cũng kết thúc video nha. Nhà mình sáng ngày ăn tí vịt kho gừng với lại cá trắng với rau sống. Rồi đến đây chắc mình cũng kết thúc video nha. Hẹn lại cô chú anh chị và bạn video tiếp theo nha. Thì chiều nay mình sẽ ra mình dỡ mấy cái giấn của mình. Mình dời xuống thấp xuống dưới cô chú anh chị. Nước nó khô rồi. Để chiều nay có thì mình quay lại cho cả nhà mình xem nha. Mấy con lươn này ngon quá.